Thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay trong tập 749, muốn gửi đến quý vị một câu hỏi mà được báo chí đặt ra và có những cái lời bình luận nói về cái trình độ học vấn của bà Mỹ Lan. Trình độ học vấn thấp hay cao có thật sự quan trọng hay không? Bà Mỹ Lan có tài tình gì? À, nhóm quý vị, mà có thể thâu tóm được 27 tỷ đô la dù mới học xong trung học. Thì thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, thân Việt sẽ gửi đến quý vị chủ đề này. Trước khi bắt đầu chương trình, cho phép thân Việt được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị đang nghe trực tiếp cũng như là nghe lại sau này. Quý vị thấy được rồi là ngay trong cái ngày đầu tiên mà xét xử bà Lan đó quý vị, thì uh, khi mà được chủ tọa hỏi về cái thân thế của mình thì bà khai là bà học đến lớp 12. Và thế rồi um, các báo chí và cho đến ngày hôm nay nha quý vị, đã một tháng rồi, họ vẫn còn đăng tải, đăng tải cái câu hỏi mà nó đối với thân việc thì đó là một cái chuyện khá là bình thường, nhưng đối với um, báo chí và rất là nhiều uh, một số quý vị um, hơi bị bất ngờ cái bất ngờ ở đây đó quý vị là bà Lan mới học lớp 12 mà làm sao điều khiển cả một tập đoàn Vạn Thịnh Phát thưa quý vị đó là trên tờ VOV à, nha quý vị rồi trên báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề là sự thật về trình độ học vấn bà Lan đã gây bất ngờ à gây bất ngờ rồi trên tờ VTV thì họ nói rằng Bà Lan đã học hết lớp 12 hai, à, học hết lớp 12 hai, mà à, lại có khả năng à, rất là dữ dội như vậy, thì à, thưa quý vị, thưa quý vị, bà Lan hay còn được biết là bà Mùi là một tiểu thương bán vải rất là bình thường tại chợ Sói Kinh Lộc, tại chợ Sói Kinh Lộc. Nhưng mà quý vị có biết tại sao mà bà có thể kêu mưa gọi gió? nói một cách chính xác là làm rối tung lên những quý vị ngân hàng SCB với những cơn bão quét sạch 27 tỷ đô la hay không thưa quý vị hay là bà đã bịt mắt được SCB và các cái đoàn kiểm tra ngân hàng của Trung ương cũng như là địa phương thưa quý vị đây là một cuộc đào mỏ không phải chỉ có một ngày vài ngày một tháng mà nó là 10 năm 10 năm đào được 24 tỷ, trung bình là mỗi năm gần 3 tỷ. Nha quý vị, và chúng ta có tin được hay không? Chúng ta có tin được rằng ba với một cái tài nghệ gì đã biến hóa đào mỏ, đào hầm của ngân hàng này và rút chọn 27 tỷ trong vòng 10 năm? Thưa quý vị, đầu tiên người ta nói đến câu chuyện về học vấn. Họ nói rằng đây là một người đàn bà thép với cái khả năng 27 tỷ trong vòng 10 năm mà đào hầm được, lấy được của người khác thì bà phải là một người học cao hiểu rộng và biết cách lừa người. À, cũng có khả năng, cũng có khả năng. Nhưng quý vị, một số quý vị cho rằng học cao, à, quý vị hay nói câu này nè, trời ơi, cái, cái, cái bà đó, cái ông đó học cao như vậy mà người không ra một cái hệ thống gì hết. Nhưng thưa quý vị, đối với tên Việt, đối với quý vị, học càng cao càng nguy hiểm với nhân quý vị. À, học càng cao càng biết nhiều chuyện và xin lỗi quý vị, à, còn sợ so lá hơn nhiều nữa. À, cái này là một cái sự nguy hiểm chứ không phải lấy gì làm tự cao tự đắc là học cao đâu nha quý vị. đó Rồi sao nữa quý vị, một cái giả định khác về cái việc đào hầm này là gì? Hay bà cũng chỉ là một con cờ, là một kẻ tay sai cho một cái tổ chức ABCD trong nước ngoài nước thế giới nào đó đang lũng đoạn đất nước của chúng ta. Đó cũng có khả năng Nhưng mà ngày hôm nay Thanh Việt sẽ mượn 25 phút 30 phút này để chia sẻ với quý vị Ngắn gọn Cả cái câu 1 và câu 2 Cả hai cái giả định này Để chúng ta cùng suy nghĩ Coi có thực sự cái giả định nào là đúng Đầu tiên đó quý vị Dân gian Việt Nam của chúng ta thì luôn luôn Đề cao chuyện học Thanh Việt cũng vậy Khi chúng ta nói chuyện với con cái đều phải nói rằng Học đi, học đi, học đi được không quý vị? Rồi quý vị cũng vậy. À, quý vị cũng vậy. Rồi cha mẹ quý vị cũng vậy. Rồi ông bà quý vị cũng vậy. Nó đi từ nhiều đời. Và nhất là văn hóa của châu Á. Có học thì mới được. Phải học. Học càng cao càng tốt. Càng cao có khi rớt còn nhanh hơn nữa nha quý vị. Tại sao không, quý vị? Quý vị có biết là 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 um, học cao quá đối vị người ta trả lương nhiều đó quý vị. Thì khi mà à, có một cuộc thanh trừng để giảm bớt cái cánh nặng cho công ty đó quý vị. Thì người mà lãnh lương cao, có học thức nhiều, đóng góp nhiều, đối với vị là phải cho đi đầu tiên. đối với vị à, khiên nặng quá, hết sức rồi, hết tiền trả rồi thì phải đuổi, phải cho nghỉ việc những cái người làm lương cao mà thường thương. đó là những người có học. đúng không quý vị? À, nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà chúng ta phải nhớ rõ như thế này, chúng ta phải nhớ rõ như thế này. Xã hội Việt Nam của chúng ta thì nó có một cái 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 câu về tí nữa thanh việt sẽ chia sẻ với quý vị nhưng hãy nói về cái chuyện mà ca ngợi chuyện học hành đi nha quý vị thì đầy quý vị, nè, cơm cha áo mẹ chữ thầy gắn công mà học có ngày thành danh làm trai cố chí học hành à, cố gắng học hành đó lập nên công nghiệp để dành mai sau à, rồi gì nữa quý vị rừng thư biển thánh khôn dò nhỏ mà không học lớn mò sao ra sẵn sàng áo mẹ cơm cha có văn, có sách, mới ra con người. Ô, oh, ghê dữ dội không quý vị. Nhỏ còn thơ dạy, biết chi. Lớn thì đi học, học thì phải xiên. Theo đòi cũng thể bút nghiêng. Thua em kém chị, cũng nên hổ mình. Tức là hổ thẹn đó quý vị? Đó, đó là những câu mà người ta thúc đẩy à, trẻ con với trẻ, con trẻ thì còn học. Nhưng thưa quý vị, càng già càng học nó càng tốt mà chú quý vị. Đúng không, quý vị? À, rồi sao nữa? Thì tâm Việt muốn nói như này nè, đó là văn hóa xã hội Việt Nam của chúng ta. Văn hóa xã hội Việt Nam của chúng ta, tại Việt Nam của chúng ta có những người đó quý vị, họ rất là giàu, giàu vô cùng kể, nhưng chưa chắc chưa chắc là họ học cao, à, vô đại học, học tiến sĩ, dù là tiến sĩ giấy chẳng hạn như vậy, nhau quý vị, nhưng mà họ có học. Như thưa quý vị, có những vị không học. Trên thế giới thì sao? 400 người giàu nhất Của nước Mỹ Có 23 người chỉ học hết trung học Hai người còn không học hết trung học nữa Thưa quý vị Những cái ví dụ mà chúng ta thường hay thấy Như là cái người uh, chủ của Walmart uh, Christy Walton, Rồi Diane Kemper Là một nhà uh, Tỷ phú Của bên cái hãng Solium Management Rồi cái ông James uh, Libraon làm về thức ăn hoặc là ông Don World uh, về quần áo Forever uh, 21 đúng không, quý vị đó là những người rất là giàu rất là thành công nhưng rồi sao quý vị nhưng họ chỉ có tốt nghiệp trung học và có những người còn chưa tốt nghiệp trung học nữa thì đây đây nha quý vị à, bên của um, uh, thế giới đó quý vị họ liệt kê một số người tại sao Thanh Việt nói như vậy thay vì nói như thế này đó quý vị đừng nghĩ rằng ồ oh, cái ông này ông xàm ông làm vậy là giới trẻ là người ta bỏ học hết rồi thưa quý vị thay vì đang chỉ nói rằng trên cái số trung bình nha quý vị chúng ta nếu mà con cháu của chúng ta hỏi rằng bây giờ có bắt chước được ông bill gates chẳng làng là một cái ví dụ bỏ học được không thì thưa quý vị quý vị phải hỏi con cháu của mình nó như thế này có bảo đảm rằng mình bỏ học rồi mình giống bill gates hay không thưa quý vị là không đúng không thưa quý vị thưa quý vị là không à có ai bảo rằng bỏ học để đi đá banh để mai mốt có giống Ronaldo hay không thưa quý vị là không nhưng quý vị là không cái khả năng thành công rất thấp vì vậy con đường đi học vẫn là tốt nhất tuy nhiên tuy nhiên thân việt phải nhấn mạnh thế này nhưng quý vị trong một cái con số lớn đó, nó có những cái con số nhỏ và trong những con số nhỏ đó quý vị quý vị sẽ thấy có những người là tỷ phú triệu phú thay vì nói là tỷ phú triệu phú đô la nha quý vị không phải triệu phú uh, tiền việt tiền việt là, là uh, tiền việt nam mình là không được các nhân quý vị à thì như thế này chẳng hạn như ông Bill Gates ông là 92,5 tỷ nhưng quý vị là người đứng đầu của Microsoft ông đâu có học um, hết đại học đâu quý vị ông bỏ học ông bỏ học giữa trường Vậy là trên người ông chỉ có cái tấm bằng trung học. Rồi ông chủ của hãng Facebook bao nhiêu quý vị? 74 tỷ đô la nha quý vị. Bỏ học trường Harvard. Rồi ông Larry Ellison à, của cái uh, hãng mà về uh, um, uh, về Oracle. Ông là 54 tỷ nha. Bỏ học của trường đại học Chicago và trường đại học Chicago um, Illinois. Bỏ học, vậy là ông chỉ có cái bằng trung học. À. rồi sao nữa quý vị? Rồi bà Sheldon Elderson, à, hình như là cái này là nam quý vị, Sheldon um, Elderson, 42 tỷ, ừ, 42 tỷ, à, mở những cái uh, chỗ mà uh, bánh bài đó quý vị. À, đâu có học hết uh, đại học đâu, à, bỏ luôn đại học. À. rồi uh, Fanskoi um, đó là hồi nãy Thanh Việt có nói đó, 32 tỷ, làm về thức ăn. Rồi Lee King Sing. À, Lee là bao nhiêu? 32 tỷ. Bỏ luôn cả, không học đại trung ừ, học luôn. Như quý vị, rồi sai được quý vị, Thomas uh, à, Pitify 21 tỷ. À, 21 tỷ, bỏ luôn đại học, đâu có học. Rồi Paul Allen, một người khá là nổi tiếng à, của cái hãng Microsoft, 20 tỷ, bỏ luôn đại học. À, nói như vậy đó, không có nghĩa rằng Việc đang quảng bá cái sự việc rằng bỏ đại học đi, bỏ đại học đi, học xong trung học là à, OCK rồi, tốt rồi, không phải. Đây là những trường hợp cá biệt, nhưng quý vị trong một tỷ, một triệu người, một tỷ người mới kiếm được có vài người thôi. Cái này nó không nói được cái gì hết. Nên quý vị, thân Việt, con cháu của chúng ta, à, cháu chích của chúng ta phải học, nhưng quý vị, nhưng Sở dĩ thêm việc đưa cái này ra để làm gì quý vị? Chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên. Chúng ta đừng có ngạc nhiên cho rằng à, bà Mùi, bà chỉ là một cái người bán vải ở chợ Xoái Kinh Lâm. Quý vị có bao giờ hỏi ngược lại rằng ở chợ Xoáy Kinh Lâm có bao nhiêu người bán vải? Ôi thì nhiều quý vị ơi, nhiều vô cùng kể. Mà những người đó có như là bà Mùi này không? Thưa quý vị là không. Như vậy bà ta phải có một cái đặc biệt. À, đừng bao giờ ngạc nhiên đặt ôi trời ơi cái người đó mới chỉ có học lớp 12, học lớp 8. Thưa quý vị, có những cái đó quý vị, người ta không cần phải học. Nhưng mà có những cái người ta rất là khôn lanh. Và có những cái người ta được một cái trợ lực ABCD gì đó, chẳng hạn như vậy. Đúng không quý vị? Đưa người ta lên. Tí nữa thành việc sẽ tiết lộ cho quý vị một cái gì đó. Để quý vị có thể hiểu được rằng A. À, Bà Lan cũng có khi chỉ là một con cờ à, vui vui mà chơi. Đúng không quý vị? Chứ bà cũng chẳng làm cái gì gì học lớp 12 cũng chẳng sao Mà học lớp 1 cũng chẳng sao Được nhau quý vị Rồi Sao nữa đây Ở Việt Nam của chúng ta đó quý vị Thì đây là cái đoạn Mà phần nào đó có thể giải thích Để xem Thử Cái giả định nào là đúng Bà có phải là một người Học nhiều Biết rộng Khôn ngoan Nhưng quý vị Để mới có thể lấy được 27 tỷ bịt mắt Không biết bao nhiêu người Đó quý vị hoặc là ba là một kẻ à, tay sai một cái quân cờ của một cái nhóm ABCD ngoài nước trong nước à, động phản phản động gì đó nhưng quý vị thì bây giờ nè quý vị có bao giờ nghe câu này chưa thứ nhất tiền tệ thứ nhì hậu duệ thứ ba đồ đệ thứ tư là trí tuệ à, hoặc là thứ nhất hậu duệ thứ nhì quan hệ thứ ba tiền tệ và thứ tư là trí tuệ một cái điều mà quý vị thường hay thấy là cái gì quý vị cái điểm thứ tư á nó là trí tuệ có nghĩa là gì các vị học hành đó. học hành trong xã hội của chúng ta nó còn nhiều hơn là 23 cái vị à, bỏ học không có bằng đại học trong 400 người giàu nhất nước Mỹ xã hội Việt Nam của chúng ta còn hơn thế nữa nha quý vị à, hồi nãy thanh việt đưa cái chuyện mà 23 người trong không có bằng đại học À, trong 400 người giàu nhất của nước Mỹ. Thế thì biết được rằng sẽ có những quý vị sẽ cười, ôi trời ơi cái đất nước như vậy mà hèn gì mà nó nó luôn luôn nó thua kém các đất nước khác gì mà nó thì nó đi nợ nần chồng chất. chẳng à, hạn như vậy không quý vị. Nhưng mà thưa quý vị vừa rồi thì thân việt vừa mới đọc cho quý vị nghe những cái câu về đó. À, ngoại trừ những quý vị đang sống ở nước ngoài thì không nói. Nhưng mà tất cả chúng ta, à, những quý vị đang sống sống đến nỗi mà răng của chúng ta mòn vì chúng ta nhai cơm thì chúng ta phải hiểu câu này và ngay cả bác tổng bí thư cũng nói câu này trong một cái hội nghị lớn để chống cái việc tham nhũng đó là gì quý vị tiền tệ có tiền là nói được hết à, hậu duệ có nghĩa là quan hậu duệ là gì quý vị hậu duệ có nghĩa là những người đứng đằng sau của chúng ta con cái của chúng ta à, giới thiệu vào rồi đồ đệ à, đồ đệ nhưng quý vị, và rồi cái gì? À, là trí tuệ Trí tuệ không ra gì Trí tuệ là Thứ yếu Nha quý vị, hay gì? thân vì rất là ngạc nhiên khi quý vị cứ cho rằng Ôi trời ơi, mới học lớp 8, lớp 7 Không nhầm nhò gì quý vị, tiến sĩ luật chợ trời Học luật bao nhiêu năm trời Mà lên vẫn nói Như là luật chợ trời vậy Có sao đâu không quý vị? À, có sao đâu thì thưa quý vị Bà Lan Trở lại câu chuyện của bà Mụi bà Lan Quý vị nghĩ gì Nãy giờ thêm vị đang nói về kiến thức học hành Ngồi trên máy nhà trường à, quý vị Ngồi trên ghế nhà trường à, Rồi học hành ABCD như thế nào Đó là về kiến thức Kiến thức Nhưng mà nó còn một loại kiến thức nữa đó quý vị Mà nó tùy thuộc vào Gia đình Gia thế Con người cái bản tính con người đó là kiến thức đường đời mà ở nước ngoài người ta gọi là cái gì quý vị smart street có nghĩa là gì cái sự thông minh ở trên xã hội ở trong xã hội ở trên đường phố trong xã hội và có được cái đó rồi là quý vị nó cũng phải thuộc thuộc vào cái sự nhanh nhẹn nhạy bén của con người đó và rồi có được sự nhanh nhẹn của một người lỗi đời biết được những cái lỗ hở, thưa quý vị rất là nhiều những nhà tỷ phú dù ở đâu dù ở đâu họ nhìn họ quan sát họ biết được tương lai nó sẽ là gì, à, nó giống như đi xem bói vậy nha quý vị, nó giống như xem bói vậy. rồi sao nữa quý vị, rồi sao nữa thì thưa quý vị họ thấy được những cái lỗ hổng đó và họ trọt cái tay vào để họ đưa vào trong cái lỗ hổng đó để họ móc ra, móc tiền ra. Đó quý vị. Như vậy, quý vị sẽ hỏi ngược lại rằng, ủa, bộ đây là đồng không nhà trống hay sao muốn lấy gì thì lấy. Rất là hay quý vị. Đúng, trong 10 năm trời, bà Mụi đã đào hầm của ngân hàng SCB. Mà không lẽ không ai biết, và cũng đừng có đổ thừa cho rằng, ồ, oh, bà quá tài tình bà thế này, bà thế nọ, bà gây ảnh hưởng thế này, bà gây ảnh hưởng thế nọ. Thưa quý vị, bây giờ thì có những cái bản án trung thân dành cho những cái người đứng đầu của ngân hàng đó vì đã tiếp tay. Thưa quý vị, thưa quý vị, nếu làm như vậy đó quý vị, thì thân việc thật sự là lo. Lo điểm nào quý vị? Lo điểm rằng ngoài ngân hàng SCB, chúng ta còn có những cái bộ luật, nha quý vị, để không cho phép những ngân hàng muốn làm gì thì làm, đúng không quý vị? À, kiểm toán, con số hàng năm ra vào, lấy vào được bao nhiêu, thu chi được bao nhiêu, tất cả, tất cả mọi ngành nghề và nhất là ngân hàng đều bị sự quản lý. Ngay cả ở các nước khác cũng như vậy, kính thưa quý vị. Như vậy luật thì có, nhưng mà pháp thì không. Nghĩa là sao quý vị? đó là sự lỏng lẻo của việc giám sát từ cấp trung ương cho đến địa phương thành phố. Đó là một cái điều mà chúng ta phải nhìn nhận rõ và đừng đổ thừa rằng tại con người, nhưng quý vị đừng đổ thừa rằng tại bà Mùi, bà tham lam, tại cái bà 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 bà, bà, bà nhàng, quý vị, à, bà trưởng đoàn của kiểm tra, chưa chắc là vậy. Khi mà bà lọt lòng mẹ, bà chưa có cái lòng tham nha quý vị và dĩ nhiên cái bản tính cũng có thêm nhưng mà nếu nếu đó nha quý vị chặt chẽ giám sát hàng năm thì chắc chắn không có chuyện đó Thưa quý vị 10 năm trời chứ không phải là một năm không lẽ 10 năm trời chỉ có kiểm tra đúng có một lần bởi cái đoàn kiểm tra trung ương của ba nhang thưa quý vị quý vị đã có câu trả lời nếu quý vị nghe đến cái đoạn này một cây làm chẳng nên non à, ba cây chụm lại ta lấy 27 tỷ à, chứ không phải làm một cây ba cây chụm lại lên hòn núi cao núi núi gì à, nếu có núi thì là núi tiền Đúng với vậy à, một cây làm chẳng uh, ra tiền ba cây chụm lại à, thành hòn núi tiền à, mà núi này nó đến 27 tỷ đô la lận quá khủng khiếp đúng không quý vị thì thưa quý vị trong cái quá trình mà thành lập những cái trái núi đó đâu quý vị cái quả núi cao đó đâu quý vị thì chắc chắn phải có sự để ý chứ nhỉ không lẽ mà không để ý nói như vậy thì nó quá run tự vì nếu mà bà muội bà làm được thì còn thiếu gì những bà muội hai bà muội ba phải không quý vị đúng vậy rồi sao nữa thì đây nè thế mình xin được chia sẻ với quý vị Trình độ bà chỉ lớp 12. Nha quý vị, trình độ chỉ lớp 12. Nhưng mà bây giờ thân việc giả dụ nè. Bà không đi học gì nữa đi. Coi như là sinh ra rồi vô học luôn. Thì liệu một người vô học có thành công nếu ở vị trí như của bà muội này hay không? Thì để trả lời câu hỏi đó đó quý vị. Để trả lời câu hỏi đó thì xin mời quý vị nghe cái đoạn này. Năm 1992, Bà Mùi thành lập một công ty trách nhiệm hiểu hạn rất là nhỏ, cũng có tên là Vạn Thịnh Phát. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực thương mại và nhà hàng, nhưng đại đa số là về thương mại và quy mô nó rất là nhỏ. Như quý vị, rất là nhỏ. Cho thấy rằng bà đã có một ký tưởng làm ăn từ năm 1992. À, bà bỏ buôn bán vải. Bà khác những uh, tiểu thương bán vải khác ở chợ Soái kinh lâm là ở cái điểm này. Tuy nhiên nếu mà bà dừng lại năm 1992 thì thưa quý vị câu chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên đây là cái đỉnh điểm của câu chuyện. Năm 2007 bà đã kết hôn với một người rất là giàu, đó là chồng bà hiện tại, ông họ chu tên cơ và họ chuyển sang làm bất động sản với vốn điều lệ là 6.000 tỷ. dừng à, lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại không biết quý vị đã có dừng lại đoạn này chưa? chắc chắn thanh việc hy vọng rằng quý vị đã thực tỉnh nếu quý vị ngủ gật nãy giờ bà thành lập cùng với chồng mình để thành lập một cái um, uh, 20 công ty con nằm dưới cái công ty trách nhiệm hữu hạn vốn uh, vạn thịnh phát mà đã được thành lập nha quý vị à, đã được thành lập từ năm 1992 bởi chính bà Mũi lúc đó thì công ty rất là nhỏ nhưng rồi từ lúc bà lấy chồng lấy một người giàu có gốc Trung Quốc sống tại Hồng Kông họ Chu và hiện nay cũng nằm trong danh sách bị cáo với 9 năm tù thì phải thì đây là người nha quý vị đã đưa cái vốn điều lệ cho bà 6.000 tỷ. Năm 2007, 6.000 tỷ. Đó là một con số cực lớn. Và dĩ nhiên bây giờ nó vẫn rất là lớn đối với chúng ta. Rồi họ thành lập 20 công ty co. 20 tông công ty co. Thưa quý vị, đây là cái mấu chốt của câu chuyện. Khi quý vị cứ thắc mắc rằng, Ôi trời ơi, một người mới học ở lớp 12 mà sao mà lừa nhiều dữ vậy? Lừa vậy thưa quý vị, mà sao mà giàu lên nhanh quá vậy lấy tiền của hay. thì thưa quý vị đồng tiền ban đầu đến từ người chồng của bà à thân vị cũng đang chờ có một cô nào họ chu mà có 6 ngàn tỷ không để mình gọi là cái gì quý vị bán cái thân chai này chắc không có đâu quý vị chắc không có đâu. sao nữa quý vị quý vị thấy rằng trong những năm gần đây à, tính từ năm 2000 cho đến bây giờ không biết bao nhiêu những cái gã khổng lồ về bất động sản đã té, đã ngã, đã chìm. Tuy nhiên cái công ty này nó vẫn đứng vững cho đến ngày hôm nay. Và cái đây là một cái điểm mà phần nào đó nó sẽ hướng đến quý vị, hướng quý vị đến cái giả định mà Thanh Việt chia sẻ với quý vị lúc nãy. Đó là có phải bà Lan là một người đầy thủ đoạn một người cực kỳ thông minh học cao hiểu rộng dù là kiến thức đường đời hay kiến thức nhà trường hay không để mới thành công đào được 27 tỷ hay là bà chỉ là một con cờ của một cái tổ chức lũng đoạn đất nước của chúng ta ABCD nào đó ở nước ngoài hay ở trong nước hay là ở một cái hòn đảo à, nào đó nhưng quý vị thì đây quý vị có thấy được rằng trong khi các cả khổng lồ rụng về bất động sản. Những cá nhân thì thưa quý vị, mất trắng. Quý vị nếu nhớ lại những năm 2005 khi có những người đã bỏ rất là nhiều tiền ra để đầu tư bất động sản và rồi bất động sản đưa em lên và rồi bất động sản cũng lôi em xuống và không những lôi không, bất động sản sẽ lôi em và đạp em xuống dưới vũng bùn. Nhưng mà công ty của bà Mụi thì vẫn đứng vững là một người làm từ thiện rất là nhiều thưa quý vị rất là nhiều chị hai anh hai nhà ta làm từ thiện thì bèo nha quý vị nhé bèo cho dù có nổ vẫn bèo so với bà muội thật sự là như vậy không phải vì ghét anh hai chị hai mới nói như vậy nên có những quý vị nào mà đọc đâu đó thấy những cái sự so sánh của bà Mùi à, với những nhân vật ở trong câu chuyện thị phi của chị hai anh hai thì xin quý vị mỉm cười từ vì cái đó đó quý vị nó là hai thế giới khác nhau hoàn toàn bà muội ở một thế giới khác còn anh chị hai nhà ta mặc dù tự tung tự tác mỉm cười với phiên tòa nhưng vẫn ở một thế giới khác nhầm quý vị nhé cả hai đều không bao giờ thở chung được một dòng không khí Tại sao quý vị? Trong khi cái công, mọi công ty đều đổ sụp thì bà muội vẫn đứng vững. Bà mua những mảnh đất phải phải gọi đất là đất kim cương nha quý vị, không phải đất vàng. Này. Nếu mà ai gọi đất vàng đó quý vị thì quý vị phải chỉnh lại, đó là đất kim cương. Nằm ở những cái trục đường cực kỳ quan trọng và rất đông người sầm uất Tuy nhiên họ mua những mảnh đất đó đó quý vị Họ thu mua Đôi khi họ chỉ dùng để xây dựng những cái khách sạn Năm sáu sao gì đó Xây dựng những trung tâm thương mại Nhưng mà rồi họ Những mảnh đất khác thì họ không làm gì Tha hồ là cỏ cứ mọc Mọc thì cứ mọc Không quan tập Một cái điểm Mà chúng ta thấy cảm thấy đáng buồn Đó là những cái đoàn thanh tra lại bỏ quên Tại sao họ không Đánh một cái dấu hỏi nhỉ quý vị à, Tại sao họ không đánh một cái dấu hỏi à, Chắc là vì Đã được uh, quà tặng quá nhiều Nên họ quên mất Đúng không quý vị à, Chứ những mảnh đất kim cương Mà chỉ để trồng cỏ Thì ôi thôi đó là một sự phí phạm Hay là đang làm từ thiện Cho những con bò ăn cỏ Ôi thú vị thế quý vị Thế mà không ai hỏi Thế mà không ai để ý. Chứ nếu mà có người để ý, thì thưa quý vị, cái số tiền 27 tỷ bà muội đã không thể đào đào được đến nhiều như vậy. Đúng không quý vị? Và rồi làm sao đâu quý vị? Chúng ta ngồi yên. Chúng ta đã ngồi yên. Chúng ta đã ngồi yên khi mà bà muội cùng với chồng của bà, ông ông Chu, lọt vào danh sách, được gọi là danh sách Panama, Đưa ra những danh sách mà những người Làm những cái công việc Rửa tiền Chủng thuế Âm bà hết Thưa quý vị Trên toàn thế giới Thì bà Mùi cùng với chồng của mình Là dẫn đầu Trong danh sách đó Hướng về phía châu Á Ôi thế mà chúng ta vẫn để yên Thế như là Phải để yên rồi Nhưng mà phải làm cái gì cho quý vị tức là phải làm cái gì đi xem xét đúng không quý vị xem xét giấy tờ vậy là sự đào hầm của bà cho dù đã được đào cái con đường hầm đó nó chạy ngay dưới à nó ngay dưới một cái trung tâm rất là vĩ đại mọi người hình như là bị đôi, đôi mắt không được nhìn thấy đâu hả quý vị à tự nhiên là mắt nó mờ ừ. có lẽ là vì những cái món quà nó lên tới cả triệu triệu à, đô la nên là quên mất hết đúng không quý vị đôi khi cái um, việc đào mỏ đối quý vị à, rồi chuyển tiền lên xuống như là giữa ban ngày mà vẫn không ai để thế mới là Đúng không quý vị? Thế mới lạ. Từ những cái điểm này, quý vị đưa đến kết luận gì? Thưa quý vị, chuyện bà Lan học có cao, học có thấp, hay là bà Lan chưa bao giờ bước vào trường học, không quan trọng. Nó chẳng là gì cả. Bà Lan bây giờ có chưa đi học mẫu giáo, thì quý vị cũng mỉm cười. Nhưng quý vị, nó chẳng có quan hệ gì, không có gì phải giật mình, té ghế, té ngựa cả. Vì thưa quý vị, cái chuyện cho rằng Bà Lan là một người đàn bà thép kiến thức đường phố lên có cao đến mấy thì bà cũng không bao giờ rút được 27 tỷ trong vòng 10 năm. Thưa quý vị, không được. Vậy thì cái giả định thứ hai bà được sự ủng hộ bà chỉ là một con cờ nhưng quý vị có khả năng khá cao vì một cái tổ chức lũng đoạn nào đó đang hại đất nước của chúng ta Và đang hại người dân của chúng ta Đúng không quý vị Thế thì xin tạm dừng chương trình ở đây Và hy vọng rằng Đôi khi chúng ta chậm lại Ngồi nghỉ một chút Thì chúng ta sẽ hiểu được rằng Một mình bà Không làm được gì Và dĩ nhiên chúng ta có thể nói rằng Xàm xí xọt 85 vị kia giúp được bà hay không? Thưa quý vị, 85 vị kia cũng chỉ là những người dưới chướng, những quý vị dưới chướng của bà mà thôi. Cái điểm quan trọng là tại sao bà lại thành công dữ dội như vậy mà không đi qua cái đường học vấn? Thưa quý vị, bà chỉ là một con cờ trên một bàn cờ mà thôi. 10 năm 27 tỷ, không ai làm được. Cho dù có 13.000 phụ bà để nhắm mắt làm ngơ, bà cũng không làm được. Tại vì 10 năm không chỉ có một đoàn kiểm tra. Nhân quý vị, và rồi cái điểm mà quan trọng thân việc trước khi kết thúc chương trình, quý vị nhớ đến đó là không tự nhiên mà 6.000 tỷ từ trên trời rớt xuống. Mà đó là của ông Chu. Câu hỏi quan trọng 6.000 tỷ này của ông Chu hay là của ai? Của ông Chu, chồng của bà Mui, đưa cho bà 6.000 tỷ năm 2007. Đó là của ông hay là của ai? Và chắc chắn không phải của bà. Từ một tiểu thương bán vải ở trại Xoay Cành Lâm, bà không thể nào có được 6.000 tỷ. Thân Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và để quý vị để lại lời bình luận và suy nghĩ một tí xíu thẹo xin chúc quý vị một ngày vui vẻ hạnh phúc và bình an i love you